các bạn đã biết thì vừa rồi Sông Lam Nghệ An cũng có bổ sung rất nhiều các cầu thủ trẻ lên, thì ban luyện chúng tôi cũng có xác định, cũng có xây dựng lại một cái lối chơi của đội. Nhưng mà tôi nghĩ thì chúng tôi quan trọng là cái chiến thuật là từng trận đấu chúng tôi sẽ có các cái chiến thuật khác nhau, cũng thể chúng tôi không cứng nhắc là một cái chiến thuật nào cả. Thực sự là em rất vui và cảm thấy hạnh phúc khi được các thầy trong ban huấn luyện cũng như là ban lãnh đạo là tin tưởng để gọi em đến cùng đội một để tham dự mùa giải mới. Em thấy là em cũng hòa nhập khá tốt ạ, bởi vì trong đội một, trong mùa giải lần này thì khá nhiều cầu thủ trẻ và em nghĩ là em đang hòa nhập tốt trong toàn đội. Qua các trận giao hữu thì chúng tôi ban luyện đánh giá rất là các cầu thủ mới rất là có tiềm năng. Các em sắp tới thì nhưng mà các em cần có thời gian để các em phát triển vững vàng hơn. Vấn đề của đội bóng thì vừa rồi thì cái việc thứ nhất là lực lượng ta cũng cái lực lượng đi đội tuyển với đấu một nên là cái sự tập trung của cả đội nó thời gian rất ngắn. Vì vậy là cái sự gắn kết với sự hòa nhập của các bạn trẻ với các anh số cũ họ cũng chưa hoặc là chưa được tốt mà cần có thời gian để có sự kết hợp. Bọn em trẻ mới lên thì cái đầu tiên là bọn em cái nhiệt huyết là bọn em phải luôn đề ra đầu tiên và cái sự khát khao là bọn em luôn luôn phải có trong người. Còn về bổ sung thêm thì em nghĩ là phải đi qua một vài trận đấu nữa thì phải cần nhiều thời gian hơn nữa thì phải bộc lộ ra những cái điểm yếu để mà cần khắc phục. Em được chơi những giải đấu quốc tế đó là một cái lợi thế lớn và được chơi với những đối thủ trên cơ mình, các đội mạnh và được tiếp cận với bóng đá hiện đại nhiều hơn, các đối thủ mạnh hơn thì em nghĩ là sẽ được hòa nhập nhanh với môi trường V-League. Thì chúng ta đánh giá rồi Quyền Hải và Xuân Mạnh là hai vị trí rất là quan trọng với đội Sông Lam Nghệ An. Khi hai cầu này ra đi thì thực ra là cũng là một cái mất mát của đội. Nhưng mà chúng tôi xác định là để mà thay thế liền ngay lập tức để mà đáp ứng được giống như Xuân Mạnh với Quyền Hải thì cũng phải cần thời gian. Nhưng mà chúng tôi vẫn tự tin để tạo điều kiện cho các bạn trẻ có sự tiến bộ hơn đó. Đối với mục tiêu của đội Sông Lam Nghệ An thì chúng tôi thì mục tiêu từng trận đấu một chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả thôi. Bản thân em là một người thể hình không được tốt và em nghĩ là đọc tình huống như là phản ứng tình huống là điểm mạnh của em và đấy là cái điểm mạnh em cần phát huy. Mục tiêu của em ngay bây giờ là có trong danh sách đăng ký của trận đấu sắp tới và sau đấy sẽ hướng tới những mục tiêu xa hơn. Như các trận đấu thôi, chúng tôi cũng có sự chuẩn bị nghiên cứu việc téo thế nào, thì chúng tôi cũng chuẩn bị lực lượng của chúng tôi. Tôi nghĩ là cũng là một trận khai mạc đông mới dài, cũng rất là có nhiều cái mới, cũng nhiều khởi đầu mới cũng có nhiều áp lực. Tôi nghĩ thì chúng tôi ban luyện và tất cả cầu thủ đều quyết tâm để có một cái trận khai mạc tốt để trên sân Vinh. Viettel là một tập thể bây giờ có rất nhiều cầu thủ là tuyển thủ quốc gia, có quả bóng vàng, họ là những người có đánh giá là một tập thể rất tốt. Họ mùa giải năm nay họ đặt mục tiêu rất cao. Tất nhiên chúng tôi cũng có ban luyện cũng có tìm hiểu các cái điểm mạnh của họ và chúng tôi cố gắng khắc phục những cái hạn chế điểm mạnh của họ. Em xin thay mặt toàn đội sẽ hy vọng toàn thể người hâm mộ sẽ luôn luôn ủng hộ và động viên đội bóng và bọn em sẽ thi đấu thật tốt để mang lại những cái trận thắng cũng như những cái thành tích tốt nhất thì mọi người có thể đến sân cổ vũ và động viên cho toàn đội. Tôi mong cổ động viên hãy cùng đến và cổ vũ cho đội bóng Sông Lam Nghệ An trong cái thời kỳ các cầu thủ trẻ lên chơi thời kỳ mới, thì muốn sự đồng hành của tất cả cổ động viên trong lúc khó khăn cũng như lúc thuận lợi để các em có sự vững tâm hơn và có sự phát triển tốt hơn trong thời gian tới.